Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết từ đêm 14 đến ngày 16 tháng 2, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế cũng có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Từ đêm 15 tháng 2 có mưa, mưa rào rải rác, đêm và sáng trời rét. Riêng khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, đêm và sáng trời lạnh. Các khu vực khác, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng. Từ đêm 16 đến ngày 24 tháng 2, thời tiết Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét. Từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 2, đêm và sáng trời lạnh, khoảng ngày 22 đến 23 tháng 2, khả năng có mưa, mưa rào rải rác, trời chuyển rét. Riêng ngày 18 đến 20 tháng 2, đêm và sáng trời lạnh, khoảng ngày 22, 23 tháng 2, khả năng có mưa, mưa rào rải rác, trời chuyển rét. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vài nơi, đêm và sáng trời lạnh, khoảng ngày 22 đến 24 tháng 2, khả năng khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và dông rải rác. Các khu vực khác đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng. Dự báo thời tiết đêm 16 tháng 2 và ngày mai 17 tháng 2 chi tiết cho các vùng trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ C, riêng khu vực Tây Bắc từ 13 đến 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ C, riêng khu vực Tây Bắc có nơi từ 29 đến 31 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ C. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C, phía Nam có nơi trên 32 độ C. Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Khu vực Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C, miền Đông từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, ngày mai 17 tháng 2, Hà Nội tiếp tục rét về đêm và sáng. Sáng và chiều 17 tháng 2, thời tiết Hà Nội nhiều mây có mưa nhỏ rải rác, sau đó giảm mây trời hửng nắng, trời rét vào buổi sáng. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 đến 27 độ, tăng 2 đến 3 độ so với ngày hôm trước. Độ ẩm tương đối phổ biến từ 75 đến 88%, mật độ mây từ 42 đến 81%.